UBND thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện quyết định số 281 của Thủ tướng Chính phủ về đề án đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020. Theo báo cáo của Hội khuyến học thành phố, 5 năm qua, Đà Nẵng đã xây dựng nền tảng phong trào học tập suốt đời, xuất phát từ gia đình, nhân gia, dòng họ và cộng đồng. Nhờ học tập nâng cao văn hóa, học nghề, nâng cao tay nghề, nhiều gia đình đã cải thiện đời sống, thoát nghèo. Năm 2020, thành phố có 70% gia đình học tập, 50% dòng họ học tập, 60% cộng đồng học tập, 50% đơn vị học tập, được công nhận đạt và vượt chỉ tiêu quyết định đề ra. Tại hội nghị, 10 gia đình, 7 dòng họ, 10 cộng đồng và 10 đơn vị học tập xuất sắc tiêu biểu được nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân thành phố, 24 tập thể, 13 cá nhân nhận bằng khen của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện quyết định số 281 của Thủ tướng Chính phủ và nhiều tập thể cá nhân khác nhận giấy khen của các cấp địa phương.